hậu cung vua Lê Thánh Tông suýt đã có một vị ni cô. Tương truyền, một lần vua Lê Thánh Tông đi thăm trưởng quốc tử giám, lúc ra về ghé thăm chùa Ngọc Hồ. Vào tới sân chùa, vua nghe thấy tiếng tụng kinh đầy chóng trèo, lại gần thì ngài ngẩn ngơ khi thấy một ni cô đẹp như tiên nữ giáng trần, thần trí không khỏi xao động. Sau một hồi đối đáp, vua đã ngỏ ý mời nàng lên xa giá, về cung để đập làm phi. Biết khó có thể từ chối ngay, ni cô đành ngoài mặt thuận theo, nhưng trong lòng lại thầm tìm cách để thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Khi đến cửa Đại Hưng, thì ngạc nhiên thay, vua nhìn vào trong chỉ thấy xe ngựa trống không. Sự việc kỳ lạ này càng khiến ngài chắc chắn rằng, ni cô nhất định là một nàng tiên hạ phàm. Với tâm trạng vừa kinh ngạc, vừa xen lẫn nỗi tiếc, vua Lê Thánh Tông truyền lệnh cho xây lầu Vọng Tiên ngay tại đó để kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của hai người và hy vọng sẽ có duyên tái ngộ với vị ni cô tại sắc nọ.